nếu bạn là fan của thể loại chuyện phim kinh dị thì chắc chắn không còn lạ lẫm gì với khái niệm truyền thuyết đô thị đây là một loại hình văn học dân gian hiện đại và đương đại không chỉ giới hạn ở những truyền thuyết lan truyền trong hoặc bắt nguồn từ các thành phố mà còn có thể xảy ra ở những ngôi làng hẻo lánh mang yếu tố hiện đại lấy bối cảnh chủ yếu là cuộc sống hiện đại được người kể chuyện kể một cách chân thực lấy cốt truyện mới lạ kỳ cục hoặc đáng sợ làm chủ đạo. Truyền thuyết đô thị mang đặc điểm Nhật Bản có nguồn gốc từ rất sớm, đồng thời cũng là sự tiếp nối của truyền thuyết dân gian xưa. Thời Minh Trị, trường học có ma, có bàn tay lạ trong nhà vệ sinh, tất cả đều có thể bắt nguồn từ quá trình sáng tác văn học của thời kỳ Edo. Sau đây hãy cùng chan khám phá năm truyền thuyết đô thị đáng sợ của xứ sở Hoa Anh Đào này nhé. Kuchisake Onna Tên gọi Kuchisake Onna trong tiếng Nhật nghĩa là người phụ nữ bị rạch miệng. Tên gọi này bắt nguồn từ ngoại hình đáng sợ của Kuchisake Onna với khuôn mặt mang vết cắt dài từ miệng tới mang tay. Truyền thuyết về Kuchisake Onna được cho là có thật tại Nhật Bản. Có nhiều dị bản cho câu chuyện này, nhưng nổi tiếng nhất là phiên bản. Câu chuyện rùng rợn này có từ triều đại Heian, khi đó Kuchisa Keona vốn là vợ của một samurai quyền quý. Người phụ nữ này sở hữu sắc nước hương trời, nhưng lại có tính cách vô cùng kiêu căng, lặng lờ và khá phóng đẳng. Họ cho rằng cô đã ngoại tình và thường xuyên cắm sừng chồng. Biết được điều này, người võ sĩ samurai đã nổi cơn ghen thịnh nộ và cảm thấy xấu hổ vì những hành động không đoan chính của vợ, nên đã rạch miệng người vợ xinh đẹp từ tay bên này sang tay bên kia ông ta vừa làm điều đó vừa hét lớn. giờ thì còn người nào khen cô đẹp nữa không? sau khi chết đi, linh hồn của người vợ này trở thành một oán linh với vết rạch đáng sợ ngay miệng. và từ đó được biết đến với tên gọi Kuchisake Onna. các phiên bản khác của câu chuyện bao gồm rằng miệng của cô ấy bị cắt xén trong khi làm thủ thuật y khoa hoặc nha khoa là một sản phẩm thất bại của một cuộc phẫu thuật. theo mô tả từ nhiều nguồn, Kuchisake Onna là một người phụ nữ trẻ ở độ tuổi 20, cao khoảng 155 cm. Trong một số truyền thuyết khác cho rằng nhân vật này cao hơn 2 m. Và mặc dù Sakiona có một chiếc mặt nạ trong một vài biến thể là đeo khẩu trang hoặc vải che mặt, nhưng trông ả à khá ưa nhìn với đôi mắt hơi sắc và giọng nói như mèo. Kochi Sakiona thường mặc một chiếc áo khoác màu đỏ với mục đích cũng rùng rợn không kém. Đó là sẽ không nổi bật khi bị vấy máu của nạn nhân. Và vì vậy, ả à cũng có thể dễ dàng che giấu chiếc liềm để tấn công người ở bên dưới. Đã có những câu chuyện về việc Kuchi Sakiona mặc một chiếc áo khoác màu trắng, nhưng trong phần lớn các trường hợp đều là áo tràng màu đỏ. Theo thời gian, Kuchi Sakiona đã phát triển một số biến thể địa phương. Tại quận Edogawa ở Tokyo, Họ nói rằng Kuchisakiona Onna có một chiếc ô màu đỏ dùng để bay. Tại khu Tamagawa, Tokyo, Kuchisakiona Onna có vẻ ngoài cầu thả bần thiểu. Tại thành phố Hachiyoji và Kokubunji ở Tokyo, Kuchisakiona Onna nổi tiếng với việc mặc kimono và đeo kính dâm. Tại tỉnh Okayama, Kuchisakiona Onna lại sẽ mang theo một chiếc lực làm từ gỗ hoàng dương Nhật Bản kuchi sakiona thường mang theo cái liềm khét tiếng của mình để rạch miệng người bị hại trong một số phiên bản của câu chuyện đây có thể là dao cạo kéo lớn hoặc thậm chí là rìu. nhưng kuchi sakiona nổi tiếng nhất với lưỡi liềm kuchi sakiona cũng được cho là có thể chạy rất nhanh trong một vài phiên bản cô ta có thể lơ lửng được trong không khí phiên bản phổ biến nhất của truyền thuyết này bắt đầu bằng việc kuchi sakiona tiếp cận một ai đó và hỏi họ tôi có sinh không và người được hỏi cho dù có trả lời là có hay không thì họ vẫn sẽ bị rạch miệng đến chết bằng liềm bởi vì chữ xinh đẹp kirei trong tiếng nhật đồng âm với từ Kati kirei có nhiều phiên bản cho việc tàn bạo này của khẩu liệt nữ nổi tiếng trong đó là sau khi hỏi à sẽ để nạn nhân trả lời nếu trả lời không à sẽ giết nạn nhân ngay lập tức hoặc là rạch miệng của nạn nhân còn nếu trả lời là có à sẽ kéo khẩu trang xuống để lộ cái miệng bị rạch đến mang tai và vẫn đang nhỏ máu tong tòng rồi lại tiếp tục hỏi bằng một giọng ghê giận còn thế này thì sao nếu khi đó nạn nhân la hết hoặc trả lời không đẹp à sẽ chém người đó thành hai nửa còn nếu người đó nói có à sẽ bỏ đi nhưng sẽ theo đuôi của nạn nhân về đến nhà và giết chết người đó một cách tàn nhẫn ngay ở trước cửa nhà của họ trong những năm đó câu chuyện về sakiona thường xuất hiện vào cuối xuân và đầu hè. Đây là thời điểm mọi người Nhật thường thích kể chuyện ma cho nhau nghe. Nó nhanh chóng trở thành truyền thuyết đô thị và thậm chí còn cực hot cho tới tận ngày hôm nay. TK TK, hồn ma đường sắt. TK TK là hồn ma của một cô gái bị đâm chết trên đường sắt. Hồn ma này không có thân dưới, chỉ còn nửa cơ thể trên và di chuyển bằng cách đạp bằng hai tay. Khi di chuyển, âm thanh TKTK sẽ phát ra. Người nhìn thấy hình ảnh này hay nghe thấy tiếng TKTK từ xa thường sợ hãi vì biết rằng họ sắp chết. Giống như hầu hết các truyền thuyết đô thị khác, không ai biết được câu chuyện chính xác cũng như thời gian TKTK xuất hiện. Ở mỗi một địa phương, câu chuyện về TKTK lại khác nhau. Một truyền thuyết kể rằng TKTK là một nữ sinh vì sảy chân hoặc vì muốn tự tử hoặc cũng có thể bị người yêu đẩy nên đã ngã xuống đường dây trong lúc một con tàu đang tiến tới và bị nghiến đứt nửa phần thân dưới. Thật vọng và oán hận, cô gái ấy đã biến thành một onryo hoặc là yokai và bắt đầu hành trình báo thù. Kể từ đó, Teke thường mang theo mình một cây lưỡi hái, thoạt ẩn thoát hiện tại những ga tàu bỏ hoang, trong những khoảng sân hay là những con hẻm vắng bóng người qua lại. Nạn nhân ưa thích của Teke Teke thường là những nam giới trẻ tuổi. Chỉ cần họ tiếp cận hoặc liếc nhìn, cô ta sẽ truy đuổi họ tới cùng. Một phiên bản của câu chuyện liên quan đến một thiếu nữ mang tên là Kashima Reiko bị xe lửa cán chết. Theo một số nguồn tin, câu chuyện về Kashima Reiko xuất hiện trước TKTK. Theo truyền thuyết, linh hồn mất chân của Kashima Reiko thường ám các phòng tắm, hỏi những người đi tắm xem họ có biết chân của cô ấy đang ở đâu không. Nếu không trả lời được hoặc trả lời sai, cô sẽ xé hoặc cắt chân họ. Tuy nhiên, nạn nhân có thể thoát nạn nếu trả lời rằng chân của cô đang trên đường cao tốc Machine. Khi Kashima Reiko hỏi tiếp rằng ai đã nói, nạn nhân cần phải trả lời bằng cụm từ Kamen Shininma. Sau đó, Kashima Reiko sẽ cho họ 3 ngày để kể lại lần chạm trán với ít nhất 5 người. Nếu không, cô sẽ quay lại và cướp đi đôi chân của nạn nhân. Lại có một truyền thuyết khác nói rằng, trong những năm sau Thế chiến thứ hai, một nhân viên vong phòng ở Muroran, Hokkaido đã bị tấn công và cưỡng hiếp bởi lính Mỹ. Cũng trong đêm đó, cô gái xấu xố ấy đã nhảy cầu tự tử xuống một đường dây xe lửa ngay khi cô ấy rớt xuống cũng là lúc đoàn tàu đi ngang qua khiến cơ thể của cô bị cán làm hai phần chính cái lạnh khắc nghiệt của đêm hokkaido đã khiến máu trong người cô không chảy nhanh và trong lúc hấp hối cô vẫn đang cố di chuyển đến phần thân kia của mình cô được một nhân viên nhà ga nhìn thấy nhưng thay vì cố gắng giúp đỡ cô người nhân viên này chỉ phủ một tấm bạt nhựa lên cô người phụ nữ ấy chết dần chết mòn trong đau đớn và thù hận theo truyền thuyết này ba ngày sau khi vô tình nghe được câu chuyện này người phụ nữ với phần thân dưới bị mất sẽ đến tìm bạn tk tì tì sẽ đuổi theo nạn nhân của mình nếu gặp họ trên những con đường tối tk sẽ hỏi nạn nhân một câu đố có thể cô ta còn gọi điện thoại cho nạn nhân của mình cách duy nhất để tự cứu mình là trả lời chính xác câu hỏi đó câu hỏi bạn có cần chân của mình không bạn phải trả lời rằng tôi cần chúng ngay bây giờ Ai đã kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi? Bạn phải trả lời rằng Kashima Reiko K trong giả diện Shi trong tử Ma trong ma Và Rei trong linh Cô trong sự cố Nếu bạn trả lời chính xác như vậy Cô ta sẽ cho bạn cơ hội sống sót Mặc dù không có chân Nhưng TKTK vẫn có thể di chuyển với tốc độ kinh khủng Theo truyền thuyết Nó có thể đuổi theo nạn nhân Kể cả khi họ di chuyển bằng xe hơi Tốc độ của TKTK được cho là lên đến 150 km một giờ. Khi chúng bắt được nạn nhân của mình, một điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra với họ. Thế nhưng những truyền thuyết đô thị luôn giấu đi kết thúc của nạn nhân. Trong một số dị bản cho rằng, nạn nhân sẽ bị chặt mất đôi chân bằng chiếc liềm TKTK mang theo bên người. Nhiều người cho rằng TKTK hàng đêm vẫn tìm kiếm đôi chân bị mất của mình và nếu gặp một người nào đó bất kỳ, hồn ma oán giận này sẽ đuổi theo để đòi chân. Một số khác lại cho rằng, trong giây phút cận kề cái chết, cô ta hận những kẻ đã hãm hiếp mình, hận người đã không giúp đỡ cô ta. Với nội oán hận đó, cô ta chết đi và biến thành tê kê tê kê để giết người và trả thù cuộc đời đã tạo ra số mệnh cay nghiệt cho mình. Hanako-san của nhà vệ sinh thứ ba Giữa tiết học, khi tất cả đều đang ngồi yên trong lớp, bạn chạy như bay đến nhà vệ sinh tầng 2. Ngôi trường chìm trong tĩnh lặng, bạn nghe rành giò tiếng bước chân mình vội vã gõ nhịp trên hành lang. À, nhà vệ sinh đây rồi. Bạn chạy như bay vào buồng vệ sinh, sập cửa lại. Bạn thả lòng thơ phào nhẹ nhõm. Trong nhà vệ sinh ngoài bạn ra, chẳng có ai ở đây hết. Nhưng kỳ lạ làm sao? Bạn cảm giác hình như không chỉ có một mình mình. Và rồi bạn sực nhớ ra câu chuyện về Hanako-san. Hồn ma cô bé trong buồng vệ sinh số 3. Và buồng vệ sinh này là cái số 3 thì phải. Vậy thì chúc mừng bạn. Rất có thể, Hanako-san trong truyền thuyết đang ở bên cạnh bạn hoặc phía sau cánh cửa buồng vệ sinh. Nếu hiểu kỳ và đủ dũng cảm, bạn chỉ cần hỏi Hanako-san, Irasai Masuka, thì một giọng con gái nho nhỏ sẽ đáp lại. Hay, giờ thì bạn chỉ cần liếc sang bên cạnh xem ai đang âu yếm nhìn mình kìa. Hanako-san là nhân vật tiêu biểu của truyền thuyết đồ thị Nhật Bản. Nếu là fan của anime hay manga Nhật, chắc chắn bạn sẽ không thấy xa lạ với hồn ma này. Hanako-san là một phần không thể thiếu trong các trường học, trở thành mối sợ hãi sàn lẫn tò mò cho những học sinh. Phiên bản đơn giản nhất kể rằng Hanako-san là hồn ma cô bé ám nhà vệ sinh trong trường học, thường là ở buồng vệ sinh số 3, trong nhà vệ sinh nữ ở tầng 2 hoặc 3. Chỉ cần bạn gọi, cô sẽ đáp lời hoặc xuất hiện. Học sinh Nhật hay thách nhau gọi Hanako-san trong các trò chơi thử lòng dũng cảm. Thế nên, Hanako-san thực sự là một hồn ma bận rộn nổi tiếng. Tùy lúc, có lẽ là tùy tâm trạng, bình thường cô sẽ chỉ đáp lời và hiếm hoi lắm mới hiện hình. Bản thân câu chuyện về Hanako-san cũng có rất nhiều dị bản ở từng vùng khác nhau. Cô hay được miêu tả là hồn ma cô bé để kiều đầu nấm, mặc một chiếc váy yếm đỏ. Tại tỉnh Yamagata, Hanako-san lại được tả là một con quái thú cao lớn với chiều cao 3 mét và ba chiếc đầu sẵn sàng ăn thịt người. Có nơi lại kể, chỉ cần gõ cửa buồng vệ sinh số 3 ba lần thì cô sẽ xuất hiện sau cánh cửa. Một câu chuyện khác thì kể rằng sau khi được hỏi có đó không thì cô sẽ đáp có, mình chưa gì đi. Và không đợi đối phương trả lời, Hanako-san đã tự tiếp lời mình. Hay là mình chơi trò, giả vờ chào cổ nhé. Sau câu nói đó, người hỏi sẽ bị treo cổ đến chết trong nhà vệ sinh. Còn người dân ở tỉnh Iwate kể, nếu bạn vào buồng vệ sinh số 3 và gọi Hanako-san ở buồng vệ sinh số 3 ơi, thì một bàn tay đẫm máu sẽ trồi lên từ sàn nhà vệ sinh, cố gắng túm lấy chân và kéo bạn xuống. Còn truyền thuyết ở tỉnh Shinagawa lại kể, nhà vệ sinh nữ có hồn ma cô bé Hanako, thì nhà vệ sinh nam có hồn ma cậu bé Yosuke. Nếu lỡ gọi chúng, Người gọi sẽ bị giết chết, không chạy kịp trong vòng 3 giây. Hay nếu đi vòng quanh nhà vệ sinh 3 lần rồi gọi, Hanako-san ơi, thì một bàn tay đẫm máu sẽ lập tức xuất hiện từ bồn cầu. Ở tỉnh Hyogo, lưu truyền câu chuyện rất thú vị về gia đình hồn ma Hanako-san. Theo đó, trong nhà vệ sinh nữ, bố của Hanako-san ở buồng số 1, mẹ cô ở buồng số 2, Hanako-san ở buồng số 3, em gái ở buồng số 4, em trai ở buồng số 5. Ông của Hanako-san sẽ xuất hiện tại buôn số 2 trong nhà vệ sinh nam và hỏi Tìm Hanako nhà ta có việc gì? Gia đình ma của Hanako-san thường họp mặt với họ hàng ma của mình ở tỉnh Gunma. Thậm chí Hanako-san còn có một người bạn trai tên là Taro. Cậu bé rất hay chơi bóng rổ trong nhà thể chất, trường học vào đêm khuya. Tại Osaka, tin đồn cho rằng nếu bạn gõ cửa để gọi Hanako-san thì sẽ có tiếng nói vang lên. Nguy hiểm đấy, Dừng lại đi. Ở Tokyo, nếu bạn gọi Hanako-san thì sẽ có tiếng đáp lại. Gì đó? Nếu qua 4 giờ chiều, bạn cảm thấy hối hận với trò đùa của mình và gọi lời Hanako-san cho tớ xin lỗi thì sẽ có tiếng trả lời. Không sao đâu. Nghĩa là sẽ không có chuyện gì xảy ra với bạn. Tuy nhiên, vẫn chưa có tài liệu nào ghi về việc nếu bạn không xin lỗi thì chuyện gì sẽ xảy ra hết. Lại có một câu chuyện về một cậu bé bị ngã trong sân trường. Vết thương của cậu bị nhiễm trùng Hanako-san. Từ vết thương hở, một cây nấm nhỏ sẽ từ từ mọc lên. Một dị bản hoàn toàn khác kể về cặp chị em sinh đôi, Kanako và Kayoko. Kanako bất ngờ chết vì một tai nạn giao thông. Kể từ đó, Kayoko bị nhầm là hồn ma của Kanako. Sau đó, Kayoko đã tự sát do quá đau lòng. Hồn ma của hai chị em thường xuất hiện và được gọi là cặm song sinh Hanako. Nếu đi vòng quanh đất Nhật để sưu tầm chuyện về Hanako-san, chắc hẳn chúng ta sẽ có một tuyển tập chuyện dày cho riêng hồn ma của bé váy đỏ này. Vậy thực chất, Hanako-san phải chăng là một nhân vật có thật? Lý do cho cái chết của cô là gì? Tại sao cô bé lại ám nhà vệ sinh trường học? Tới nay cũng có nhiều giả thuyết, nhưng chưa có giả thuyết nào trong số đó được kiểm chứng. Một giả thuyết cho hay, cô bé tới trường chơi vào ngày nghỉ, bị giết bởi một kẻ lạ mặt khi trốn trong buồng số 3 của nhà vệ sinh nữ cũng có giả thuyết dựa trên câu chuyện có thật về một cô bé bị cha lạm dụng nên cô phải để kiểu đầu mái ngố để che đi vết thương đang dì máu. Ngoài ra cũng có giả thuyết cô bé chết vì ngã xuống từ thư viện trong trường hoặc là bị tai nạn giao thông. Nhiều người ở tỉnh Saitama tin rằng họ đã thấy mộ của Hanako-san tại khu đổ rác trong một trường học ở tỉnh này, nhưng luận điểm này bị người Tokyo bác bỏ vì họ nói mộ của Hanako-san được đặt gần nhà thể chất trong một trường học ở Tokyo. Thậm chí một giả thuyết đưa ra hẳn tên thật của Hanako-san là Hasegawa Hanako, sinh năm 1879. Cô ghét màu trắng, thích màu đỏ và xanh lam. Cô là thành viên của câu lạc bộ bóng bàn và bị dị ứng với phấn hoa. Dù các thông tin này khá chi tiết, nhưng chưa được xác minh và quan trọng là chưa chắc đã có thật. Không ai đưa ra được ác án chính xác về thân thế của Hanako-san. Chỉ biết chuyện về Hanako được dỉ tay nhau từ trường học này đến trường học khác từ nửa cuối thế kỷ 20, vào khoảng những năm 1950, truyền thuyết đô thị về Hanako-san trong buồng vệ sinh số 3 bắt đầu xuất hiện. Đến những năm 1980, tin đồn về hồn ma này đã lan khắp nước Nhật. Từ những năm 1990, rất nhiều phim ảnh truyện tranh mang hình tượng hồn ma Hanako-san làm cảm hứng chủ đạo. Xét về mặt tín ngưỡng, người Nhật từ xưa đã tin vào vị thần canh giữ nhà vệ sinh. Từ thời Edo tới thời Showa, để dâng lên thần nhà vệ sinh được trang trí bằng hoa giả và búp bê cô bé mặc trang phục trắng đỏ cái tên hanako trong tiếng nhật cũng được ghép từ hana tức là hoa và cô là đứa trẻ dân có thể chuyện về hanako san mang xuất phát điểm là tin ngưỡng dân gian kể trên sau khi nghe xong câu chuyện này có lẽ bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn trong nhà vệ sinh nữa phải không Akamanto Akamanto là một con ma biến thái và đồng thời cũng là một truyền thuyết đô thị vô cùng nổi tiếng của Nhật Bản. Về nguồn gốc ra đời của con ma này thì vẫn còn là một ẩn số. Trong tiếng Nhật, Akamanto có nghĩa là áo tràng đỏ. Tên gọi đó có lẽ bắt nguồn từ chiếc áo tràng đỏ mà hắn luôn khoác trên người cùng chiếc mặt nạ trắng. Địa bàn hoạt động của Akamanto là các buồng vệ sinh nữ công cộng. Cũng có nguồn cho rằng hắn truyền ám các nhà vệ sinh nữ của các trường học. Ngoài ra, hắn thường ám buồng vệ sinh thứ tư, bởi lẽ số 4 liên quan đến cái chết. Cũng có nguồn tin cho rằng buồng cuối cùng của nhà vệ sinh mới là nơi hắn ưa thích. Nói chung là dù an tọa ở buồng vệ sinh nào thì cũng không thể phủ nhận đây là một con ma có sở thích biến thái, là thích người mùi rắm và thích giấu giấy vệ sinh nếu một ngày bạn đang giải quyết nhu cầu trong một nhà vệ sinh công cộng nào đó hay đang tập trung vận nội công trong nhà vệ sinh của trường mà lại nghe được một giọng nam trầm người muốn giấy màu xanh không hay người chọn màu đỏ thì xin chia buồn akamanto đang chờ bạn trả lời rồi thịt bạn luôn đấy nếu bạn ngây thơ chọn ngay màu đỏ hắn sẽ đâm bạn hoặc xé rách cổ họng của bạn rồi để máu chảy ra như bạn đang mặc một chiếc áo choàng màu đỏ đau đớn hơn nữa là hắn sẽ lột da bạn và treo nó lủng lẳng và nó sẽ trông như một chiếc áo choàng màu đỏ. Còn nếu chọn xanh, hắn sẽ bóp cổ bạn cho đến khi bạn không thể thở được, mặt của bạn sẽ trở nên xanh lè. Và đương nhiên, dù chọn xanh hay đỏ thì kết cục duy nhất mà bạn nhận được đều là cái chết. Nếu bạn nghĩ rằng mình sẽ thủ sẵn giấy trước khi vào nhà vệ sinh thì cũng đừng lo lắng. Akamanto sẽ thay bạn dùng hết đống giấy đó, rồi để lại cho bạn hai cuộn giấy là giấy màu xanh và giấy màu đỏ tùy vào sở thích của bạn. Nhưng mà bị dọa mãi thì con người cũng đã thông minh hơn. Chúng ta đã phát minh ra một loại giấy thứ ba, giấy màu vàng. Tuy nhiên, lựa chọn thứ ba này cũng có tác dụng phụ. Nếu bạn nói với hắn, tôi chọn giấy màu vàng, vậy thì hắn sẽ lập tức ấn đầu bạn xuống bồn cầu. Hoặc nếu như bạn còn do dự không biết nên chọn xanh, đỏ hay vàng thì đừng lo. Akamanto sẽ chọn thay luôn cho bạn. Hắn sẽ lôi bạn xuống địa ngục và bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại được nữa. Nói đến đây thì có một câu hỏi được đặt ra. Nếu Akamanto mà ở Việt Nam thì sao nhỉ? Thì thất nghiệp chứ sao? Khi đó người Việt ta sẽ cười khởi và nói Tao dùng vòi xịt Rồi khinh bỉ nhìn hắn Hoặc nếu bạn can đảm hơn Hãy cứ thế kéo quần lên Rồi đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa của hắn Và sự ghê tởm của mọi người khi ngửi thấy bạn Nhưng mà Thà bị ghê tởm còn hơn là chết trong đau đớn Đúng không? Địa ngục của Tomino, bài thơ bị nguyền rủa. Không ai lại từng nghĩ rằng một bài thơ đơn thuần có thể mang đến nỗi khổ đau, sợ hãi, thậm chí là cả cái chết. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, chẳng hạn như Địa ngục của Tomino. Đây là một bài thơ, cũng là một lời nguyền, bất kỳ ai đọc to nó thành tiếng đều phải chịu hậu quả bi thảm. Truyền thuyết về bài thơ này đi kèm với một lời cảnh báo, người ta chỉ nên đọc nó trong đầu, không được phép đọc thành tiếng. Nếu làm trái lại, người đó sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình và những hậu quả sau đó. Địa ngục của Tomino là một bài thơ được viết bởi Yomota Inukiko trong cuốn sách Third is like a Rolling Stone và nằm trong tập thơ siêu tầm thứ 27 của Saizo Yasuo. Không ai biết nguồn gốc chính xác của truyền thuyết đi kèm với nó. Chỉ có một lời cảnh báo luôn xuất hiện bên cạnh bài thơ này về những hậu quả khủng khiếp có thể xảy đến Bài thơ sau này trở nên vô cùng nổi tiếng trên đài phát thanh thương mại của Sydney. Có vô số diễn đàn, blog, forum thảo luận về bài thơ này. Ý nghĩa thực sự của nó là gì và có đúng là người ta sẽ gặp chuyện không may nếu đọc to thành tiếng hay không? Cũng có không ít giả thuyết về ý nghĩa thực sự của bài thơ. Tomino là ai? Tại sao cậu bé lại bị nguyên rủa đầy đọa xuống địa ngục? Đọc qua thì có thể hiểu bài thơ nói về hành trình xuống địa ngục của Tomino. Mặc dù người ta thường mặc định cho rằng Tomino là một cậu bé, nhưng giới tính của nhân vật này vẫn chưa từng được xác định. Mở đầu bài thơ là chi tiết Tomino đã đánh mất linh hồn của mình. Vì thế cậu bắt đầu chuyến hành trình bị đầy đọa xuống địa ngục. Tuy nhiên, bài thơ có thể được hiểu khác đi. Nhiều người phân tích rằng bài thơ là một phép ẩn dụ cho chiến tranh. Sự đầy đọa khủng khiếp mà Tomino phải chịu đựng thật ra là một cuộc chiến khốc liệt. Có nhiều hình ảnh trong bài thơ gợi nhắc về chiến trường, và một sự hiện diện kinh hoàng. Tomino đã khóc thương cho người chị gái của mình. Sau khi băng qua bảy thung lũng địa ngục, tới cái cuối cùng, cậu phải đối mặt với rất nhiều nỗi đau và còn đáng sợ hơn nữa. Trong bài thơ, cũng xuất hiện một chi tiết gợi nhắc tới những mũi khâu Seninbari mà quân lính Nhật hay mặc trong lúc tòng quân. Seninbari là một mảnh vải trắng được khâu chỉ đỏ bởi một ngàn người phụ nữ khác nhau chúng được cho là mang đến sự khích lệ may mắn và bảo vệ người lính trong chiến tranh mũi khâu seninbari còn là một dấu hiệu nhận dạng nếu tomino chết trên chiến trường họ có thể tìm thấy cậu và trả về cho gia đình những dòng cuối của bài thơ có nghĩa mũi khâu của tomino không được tìm thấy điều đó có nghĩa cậu hẳn đã chết trong chiến trường và không thể nhận dạng để đưa trở về với gia đình nếu vậy bài thơ sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác thậm chí đáng sợ hơn cả cuộc hành trình suốt địa ngục trong truyền thuyết đô thị. Năm 1974, một bộ phim có tên là To Die in the Countryside được bấm máy. Đạo diễn là Terayama Shuji đã lấy cảm hứng từ địa ngục của Tomino để làm ra bộ phim này. Khi đạo diễn qua đời, người ta cho rằng ông ta đã chết do bài thơ bị nguyền rủa này. Cũng có rất nhiều lời đồn khác về một nữ sinh đại học qua đời sau khi đọc to bài thơ. Bài thơ có tuổi đời một thế kỷ trước, nhưng cho tới tận năm 2004 mới trở thành truyền thuyết đồ thị. Trong cuốn sách của mình, tác giả Yomota Inuhiko khẳng định, nếu bạn đọc to bài thơ này, có khả năng bạn sẽ phải chịu đựng một số phận bi thảm không lối thoát. Mặc dù người ta đã đọc to bài thơ này kể từ năm 1919 tới năm 2004, mới xuất hiện những tin đồn về lời nguyên. Lời trích dẫn của tác giả Yomota cũng được thổi phong thành ai đọc to bài thơ sẽ chết. Trên thực tế, đạo diễn Terayama qua đời 9 năm sau khi phim của ông ra mắt và cũng không có ai tìm được thông tin xác thực nào về nữ sinh đại học đã qua đời vì đọc to bài thơ. Còn tác giả của Địa ngục của Tomino đã sống tới năm 78 tuổi, 51 năm sau khi sáng tác ra bài thơ này và chắc chắn đã rất nhiều lần đọc to nó trong quãng đời của mình. Địa ngục của Tomino và lời nguyền của nó lại khiến cho Chan nhớ tới một bài hát tử thần tên gọi là Gromy Sunday đã gây ra cái chết của hơn 100 người và Chan sẽ giới thiệu đến ở trong một video khác. Và mặc dù không có tài liệu nào chứng minh người đọc to bài thơ địa ngục của Tomino sẽ phải ngắm cả quả thân cả, nhưng mà thà tin là có chứ đừng ngờ là không. Chuyện tâm linh thì không thể đùa được, vậy nên Chan sẽ không đọc to bài thơ này lên đâu. Còn bạn thì sao? Nếu thấy hay thì hãy bấm like và share video giúp Chan nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.